Hello quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp. Hôm nay vợ chồng Thảo với chồng anh Hưng với chị Hằng cùng đi vào công xe ở Gớt, nơi hội họp của Quốc hội châu Âu á. Chiếc xe này dễ thương nè. Chiếc này đẹp. Chiếc này mới đẹp nè. Wow, chiếc này có người sao ngồi không vậy? Có chứ, đó, cái yên cao lên đó. Trời, con ngồi cái này là mà tuổi 18, 20 chứ ngồi sao mình chứ. Để cho nghe đây nè, gác đây. Nhưng mà em ngồi em thấy chảnh cho người, em nghĩ là chuông đích và chảnh người ra mới ôm được này. Rồi. Thì ngồi sát, ôm. Cái kiểu gì là em phải ôm nó sát rồi nè. Thằng này tuốt ở dưới, thằng này ở đây. Dạ. Thêm thời là nó tụt lên sao? Tụt á. Em phải bấu vô cái thằng giữa mới đúng á. Cái này ta phải có cái yên vịn đây nè. Cái giống như cái này nó bắt buộc phải ôm mới sành đều. Bắt buộc ôm rồi đó. Cái đó là bắt buộc ôm đó. Không thể nào không ôm. Không. Ai mới đi cua ghệ là đi chiếc này là ôm chắc luôn. Ôm chắc. Nó ụn ụn cái là phải ôm đó. Ừ. Cái bỉ lớn hơn cái này. Bự hơn nữa hả? Bự hơn nữa. Chị qua rồi luôn. Chị chưa qua nhưng mà chị coi. Thấy trong hình nha. Ừ. Với lại hồi đó giờ hội đồng Âu Châu là chỉ hai nơi nói thôi. Rồi. Thằng Pháp mua là với thằng Bỉ. Chứ mấy chỗ khác không có không, hả? Không, không có đặt. Nó không có làm mấy cái này phải không? Không, nghĩa là Âu Châu nó đặt với hai thằng thôi. Hai chỗ này thôi. Hai thôi. Ừ. Thằng Bỉ với thằng Pháp, mà Pháp thì ở Tháp Bua mới đọc cái hay vậy đó. Dạ. Chứ nguyên cái thờ nước Pháp ở kia đâu có ai đó. Ừ. Đó, đẹp ghê, Thảo quay cái này vô là hết sảy luôn. Ừ. Mấy cái cờ đó. Này vượt biên luôn đó. Sáu tay tới chín tay là bỏ phiếu để mà còn thủ trưởng. Không phải còn cho những người trong vùng Europe, những ông lớn trong Europe. Dạ. Để chống đối là những cái gì hoặc là chống lực hả? Đây. Xong. Này nắng đẹp nè chị. Vậy. Hôm qua nó ui ui cả ngày ha. Ngồi ăn mà rung. Chị phải mượn áo của Hưng đó chứ. Vậy. Chị mà không mặc áo đó chắc mai bệnh. Cái ông Diệu hay sao ba? Tôi thương bà lắm nghe, bà nhường áo cho bà luôn. Tôi nói em trả anh mà anh không lấy anh được nói nha. Có luôn, gần luôn hả? Gần chị luôn. Ừ. Em trả anh chứ bộ. Mà chị mà không mặc là bệnh đó. Ô, chuyện mặc chị không chịu nổi đâu, chị chưa làm nổi đâu. Này nó mở cửa thả ra luôn hả? Ừ, thả ra luôn. Không, cộng dám đâu chứ, chỉ cho em vô này nào nhất định. Thì bữa nay thôi chứ gì? Ừ. Cái đâu phải ngày nào. Nó có kéo dài không? Không. Không, từ 4 tây tới 9 tây. Rồi. Là 9 tây là ngày lễ vậy đó. Rồi. Chứ đâu phải cái này mà nó muốn cho vô là cho đâu trời. Thì không, những ngày khác thì không có rồi. Nó kéo từ bữa mấy chị? Bữa 4 tây tới 9 tây. Rồi. Mình được vô được không? À, nhớ cho con vô luôn. Giờ đi vô cổng nha quý vị. Hôm nay vợ chồng Thảo với chồng anh Hưng với chị Hằng cùng đi vào công xe ở Gớt, nơi hội họp của Quốc hội châu Âu á. Và tí nữa khoảng 30 phút nữa mới được vào trong cổng. Bây giờ thì đi ở ngoài quay vòng vòng này cho quý vị xem nha. Xem cái hội đồng châu Âu nha. Vậy. Nhà chị. Quốc hội nha. Tại nhân ngày nghỉ á, ông xã Thảo với ông xã chị Hằng là được nghỉ cho nên dẫn hai bà đi tứ tung. Đi họp. Đi họp. Em
đây là cái hội đồng Âu Châu, các nước ở Âu Châu, toàn thế giới Âu Châu tới đây để mỗi lần có cuộc họp là tới đây để mà họp để mà bỏ phiếu ở đây để mà cho biết cái có quyền, mình có quyền lợi gì, mình người công dân mình cũng được quyền bỏ phiếu để mà mình mà người quốc tịch mới có được không anh? Hả? Người quốc tịch mới được bỏ phiếu không? Với người quốc tịch mới được bỏ phiếu. Dạ. Tại vì cái đó là mình sống ở châu Âu rồi, người nào có quốc tịch Pháp. Là người Pháp. Quốc tịch Đức, quốc tịch nào quốc thì được quyền vô bỏ phiếu để mà cũng như mình xài cái phiếu của mình để mà nói lên cái những gì mình muốn. Suy nghĩ của mình. Thì mình không có cũng như là Âu Châu nó họp lại nó nói là bây giờ nó phải dùng cái luật này luật kia nhưng mà dân không có đồng ý thì bắt phải bỏ phiếu vô chống lại thì các nước nó không có thể nào mà nó áp dụng được. Gọi là đây là nhà kiến của nhân quyền bên đó đó hả? Bên cái nhà kiến đó. Nhỏ đó thấp là của nhân quyền. Như nước Âu Châu là có cái những nước cờ nó bay lên. Tất cả các nước mà vô hội đồng Âu Châu thì nó có cái cờ của nó. Nước Bắc Âu là không có, Thụy Điển, Phần Lan có Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, ba nước đó nó vô châu Âu nhưng mà nó không có xài tiền châu Âu. Thì nó có cờ nó thờ Thụy Điển chỉ có thằng không, chỉ với Thụy Điển có xài cái Sudet thằng Thụy Điển là Sudet. Còn cái cờ này là cái cờ của châu Âu bao nhiêu nước mà nó cái cờ nó bao nhiêu ngôi sao là bao nhiêu nước. Phần Lan thì xài cờ của châu Âu. Tổng cộng nó vô nhưng mà nó không có xài tiền, như nó có 24 nước xài tiền euro nhưng mà thằng thì cắt đâu có xài tiền đâu, nó không có xài nó cũng vô châu vậy thằng vô luôn không xài à bố. Thằng Đan Mạch cũng vậy, thằng Đan Mạch cũng vô mà nó xài tiền riêng của nó. Nam Uy cũng không được luôn. Mấy nước nó có thể nó xin vô được mà nó không muốn xài tiền euro, nó muốn xài tiền riêng của nó muốn xài nhưng mà không được, giống như thằng Đan Mạch với thằng Hungary. Cái kinh tế nó không có được cao. Em vô là em phải xin phép rồi ai cho em xài hay không chứ được. Mình muốn xài xài á. Thằng Kwachi á mới vô được 2023 xài tiền euro. Quý thằng Kwachi đó chứ. Bắt đầu ngày 1. Là nước giàu á hả? Nước đó giàu ha. Rồi, nghĩa là cái nước đừng có thiếu nợ, là thằng Đức đồng ý với Mỹ đồng ý mới cho vô. Cái thằng nào thiếu nợ nhiều mà. Thằng đó không được vô nha. Hy Lạp một thời. Ghê quá. Bị bể nợ tùm lum hết á. Rồi. Các nước Âu Châu phải gánh nó đó. Gánh nó đó. Gánh nó. Tiền qua để mà cho nó trang trải nợ nần á. Bỏ vô 10 tỷ đồng gánh cho nó ấy nó để thôi cái đồng tiền của nó chú xuống. Rồi. Nó thấp hơn đô la luôn. Có lúc mình như thấp hơn hả? Không hả? Ba ngang thôi. Bây giờ nó cao hơn chút xíu. Euro chưa thấp hơn đô la. Nhưng chưa mà euro là thấp hơn tiền của Thụy Sĩ rồi đó. Dạ. Mỗi lần tiền Thụy Sĩ đâu bằng euro em. Mà giờ mình thấp hơn ha. Ghê hồn vậy. Nghĩa là tiền mất giá đi. Là chỗ cái dòng sông có mấy con ngỗng luôn. Dạ dạ. Dòng rồi. Sen đi. Đây, dạ. Trước mắt quý vị, đây là 27 lá cờ của các nước châu Âu. Và đây là lá cờ chủ chốt của khối châu Âu. Nói thằng nó mua cái đồ cái bao ở ngoài mà sạc luôn á, vừa quay rồi nó vừa sạc vô luôn á. Vậy đó hả? Thằng nó mua bên đây không có, nó qua Úc nó mua á. Đã vậy? Nó gắn cái đó vô cái máy lúc nào cũng sạc. Lúc nào cũng có pin hết hả? Không sạc hết pin lúc nào, cái bao ở ngoài cái bao lúc mình vậy. Vậy đó hả? Cái bao luôn. Cái bao vậy thôi. Hay vậy ta? Nó nói bên đây không có ba Úc có. Phải biết sớm mà. Úc ăn lê nó mới có bán. Tức là đem qua ăn lê bán á. Mà không đem qua ăn Pháp bán. À vậy là nó cho vô theo từng giờ luôn á. Nó tóc đầu nó vô ra rồi đó. Sáng. Đi ăn rồi không ai có coi canh chừng. Phải xét đó, mình vô phải xét. Dạ nhà này nhân quyền. Nhà nhân quyền thành thử với ông. Từ 6 tây đến 9 tây tháng 6 đó là ngày bỏ phiếu nhân bỏ phiếu cho hội đồng Âu Châu. Dạ. Bên cái dòng sông đẹp quá chừng. Vậy. Dạ. Nó mới làm xong nhà này, nhà nhân quyền này hả? Rồi nó mới làm xong rồi, trước nó còn đang làm chứ. Có hai cái ở bên
Pháp mình ở Sát Bua, còn ấy là bên thứ 8 ở anh coi ấy coi chơi. Tháng 8 là có ca nhạc ha. Lâu rồi, mấy năm rồi em chưa đi lại. Chị cũng vậy đó. Ca sĩ bên à, vậy em tưởng mỗi năm anh chị đi chứ. Nhưng mà cái Covid thì hết 4 năm rồi. Đâu có tổ chức đâu. Đâu có tổ chức đâu. Không, anh chị có đi nhưng mà không có gặp ca sĩ. Rồi. Có đi lại qua Phan Phủ, Quán Phủ thì chị đi thường. Đi thường ha, tại bạn bệnh. Với lại có ca sĩ Thúy Hằng. Bây giờ tới giờ đi vào cổng hả quý vị ơi, người ta đang xếp hàng, mình cũng đợi xếp hàng thôi. Anh phải móc giấy tờ ra hả? Passport vô được luôn ha, miễn sao có giấy tờ đàng hoàng. Cứ anh đừng nữa Hội đồng châu Âu được thành lập vào ngày 5 tháng 5 năm 1949 bởi Hiệp ước London. Giờ mình đã lọt vào trong cái sảnh của cái khu công sở góp rồi đó quý vị. Đẹp quá. Đẹp quá. Mỗi lá cờ là có cái ống khóa luôn đó quý vị. Chờ vô cổng. Rồi, sau khi xét đồ giống như là đi qua sân bay Tân Sơn Nhất vậy đó quý vị ơi. Phải cho quần áo dài, cho quần áo rồi dây nịt, đồng hồ, túi sách, cho lên trên cái máy nó lăn qua cái máy chụp. À, vô tới đây á nó xét vậy là nó túm được luôn rồi đó, thấy không chị? Nếu mà xét ngoài kia bỏ chạy được thì sao? Tưởng wow. Tưởng rồi là xong rồi, hiểu không? Xét giấy tờ thôi. Vô đây mới xét thôi, mình có đem. Wow, quá trời, cái vườn trời đẹp quá nè. Giống như mình đem dao cổ rồi phải giữ lại thôi. Dao rồi đó anh. Họ không bao giờ họ đi. Chị biết mà. Anh nói chỗ nào lên đường xuống biển thì nó đi vậy anh? Ờ, ổng là mấy chỗ đó rành đó. Phải cẩm thạch không? Giống thôi. Tăng dính như vậy đó. Thôi. Thôi. Đẹp ha. Đẹp quá, đẹp. Rồi. Đi đi. Đẹp chưa nè. Đẹp chưa nè. Em vô cái nhìn kìa. Thấy đồ đẹp, đẹp chưa? Mát lạnh nè. Ồ, ghế inox luôn nè chị. Ghê không? Nó không, nặng lắm. Nếu mà nó cho thì kêu xe chở được. Mà em thấy đồ của nó tốt. Đẹp quá. Lẹ ghê ha, như sợ là cũng két vậy. Rất là sắc rồi. Không biết ha. Không biết em nhái nó không. Ổng lành ghê ha. Ồ, nói chuyện lành như con két. Cái miệng. Vậy đó, mà bữa nay mình không có vô được ha anh. Bữa nay mình không có vô chỗ đó được hả? Đi theo bác chỉ mới được, nó có dấu tên á. Rồi. Em đi tầm 7 mẫu bản, em bắt nhốt. Đây. Tới đâu là nó có bản tới đó nha quý vị. Đúng rồi.
Rồi, ở đây là có không gian xanh luôn á, đẹp quá nè. Chỗ hội họp của châu Âu mà. Ừ. Mà không có gì đây. Mà không về cái chỗ mà xét đồ á, coi mình có đem chất nổ hay là cái gì bậy bạ vô, dao kéo gì đó nguy hiểm á, người ta không có cho quay thôi. Đây là Thảo, ông này là tổng thống lần đầu tiên làm ra đồng tiền euro. Dạ. Ừ, chính ông là tổng thống Mr. Con ha. Jacques Chirac. Tổng thống đầu tiên cho ra tiền euro đó quý vị. Ông qua đời rồi. Vô cái khó châu Âu là lúc đó ông còn làm tổng thống. Vậy. Cái ông này cũng phát biểu ý kiến, cái chị nói ông ngoại kìa, con nhìn ông ngoại đi, con nhớ ông ngoại. Cái nó thấy ông này nó không khớp nữa nha. Vậy. Cái mặt phúc hậu sao ha. Ông này là Lama đó. Dạ, Lama. Đạt Lai Đạt Ma đó. Rồi. Thiền sư Đạt Lai. Có được trong đây luôn ha. Qua bên đây tham quan em. Vậy. Đi qua lên phát biểu ý kiến nè. Mình chỉ được nhìn lá cờ thôi chứ không được sờ tay vô lá cờ. Cái này là 20 mấy nước của châu Âu đó. Chỉ có 24 nước xài euro thôi quý vị. Giờ đi lên trên lầu. Lên vô chỗ cái bàn hội nghị. Thôi, năm 1945 vào cuối Thế chiến thứ 2, châu Âu bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá và đau khổ chưa từng có, đã phải đối mặt với những thử thách chính trị mới, đặc biệt là sự giải hóa giữa các dân tộc châu Âu. Tình huống này có lợi cho việc thực hiện hóa một ý tưởng cũ, xây dựng châu Âu thông qua việc tạo ra các đế chế chung. Cho nên, vào tháng 11 năm 1947, các phong trào đoàn kết châu Âu đã được thành lập. Hôm nay đưa quý vị đi tham quan nơi này, lần đầu tiên Thảo cũng mới tới luôn đó, chứ nào giờ cũng đâu có đi. Anh Hưng chị Hằng biết nhiều nơi lắm. Ở ngoài mình thấy. Nhìn ở ngoài nhỏ chứ vô đây quá trời rộng luôn quý vị ơi. Thấy tình. Thênh thang luôn. Đây có chỗ ngồi uống nước nữa nè. À. Cái gì đẹp chứ anh ha. Ừ. Cái đẹp. Đây cái máy này nó hướng dẫn cho mình cái cách thức ở trong đây đó. Vô mà đây có... là mình người nào, tiếng nào, chỉ trừ tiếng Việt thôi nha. Ngoài ra tiếng nào cũng có hết trơn. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha gì có. Rồi một cái máy là hai người nghe, giống như ảnh đang nghe. Thảo cũng đang nghe luôn nè. Đó, cũng hai người đi chung một cái máy. Còn một mình thì đi một máy. Nó rộng bao la luôn quý vị ơi. Con cái vô cường nhất nhất nha. Dạ. Vô ổn vui lắm. Hải Ân nó mong kỳ quá, không có tiếng Việt Nam đâu, mong lâu mong hết kỳ. Nó hỏi mày nước nào, nó Việt Nam, nó Việt Nam không có ổn. Không có. Không có lại nói tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha gì, còn Bồ Đào Nha gì còn đỡ, nghe Việt Nam nghe nó không muốn. Dạ. Giờ em mất tiểu em lo Thảo vô tôi đó. Chị ơi, để cái tẹo ngồi trên đi, ngồi trên đây đi, ông phát biểu ý kiến rồi cái tẹo chơi vô lấy chỗ ngồi nha quý vị. Đây là chỗ này là chỗ họp chỗ châu này, cái tẹo hàng ghế đầu tôi ngồi đó được không? Ông phát biểu cho đó ra mày ừ. Đứng đó thì mình đứng. Ủa sao nó mở nó lạnh mình ta, lạnh nhất rồi.
Anh Giữa giờ đang vô đây đặng hội họp nha quý vị. Với tổng thống. Tổng thống không gian Macaron. Mấy ghế đầu đó là chức vụ lớn á. Chị Hằng, giơ tay lên, nói tao chồng tao sắp về hưu rồi. Tao phải được lãnh thêm tiền. Những người ngồi trên đây là giống như là đi theo phái đoàn á chị. Thì đi theo trợ lý bộ trưởng rồi đó. Đúng rồi, trợ lý ông tổng thống á. Hợp nãy giờ người ta nói gì vậy? Có cho thêm tiền cho dân không? Không, tiền con nít nó cúp luôn. Trong nguyên. Hôm nay người ta vô cũng không có đông mấy. Này là mà người ta vô, cho vô từng tớp một quý vị, chứ không có cho vô nhiều đâu. Để đi thăm. Với lại có tham quan thôi chứ ai hợp đâu mà mới lại. Ổn điện. Nắm nè. Hai cặp vợ chồng đang đi hội họp. Về họp. Hội họp xong chút về ăn. Đi xin đi họp hội đồng Âu Châu. Đi họp, xin tiền con. Mất là hai người đúng không? Cái chỗ hội họp này á là có 27 nước và 705 người ngồi dưới đó họp luôn á quý vị. Các hàng ghế họ xếp đều nhau trông khá là đẹp mắt ha quý vị. Ở đây của mình đúng là ngồi ở dưới mới có màn hình kìa. Ghế ngồi như vậy đó quý vị. Đó, cái này đó, trên đây người ta cũng có tai nghe sẵn nè anh Hưng. 450 triệu người trong Âu Châu. Chưa tới nữa. Đại diện cho 450 triệu người trong vùng Âu Châu này. Cái này là nó đại diện để mà lấy quyền lợi cho những người chơi sống trong Âu Châu. Chưa tới nửa tỷ nữa. 450 triệu người Trung Quốc. Nguyên cái khói cho ông bữa anh tính chưa hết 1 tỷ đó, là mấy chục nước luôn á. Mấy chục nước. Nó lớn vậy mà dân số nó còn ít hơn Đức á. Cái ghế chính giữa là đứng phát biểu đó không? Đứng chỗ đó phát biểu đó. Dạ. Bây giờ trở ra quý vị ơi. Đi một vòng rồi. Cái cổng đó. Đi đường này ra luôn rồi. Anh chơi chứ. Ủa không? Phải không? Đây trả lại. Mình trả rồi đó, trả cho nó. Này có phòng cháy chữa cháy, gọi cấp cứu, bấm 85112. Mày em làm chi chít gì công phu bà cố đi coi nội ơi. Nó ghép vô từng mảnh nhỏ đó. Từng mảnh nhỏ đó. Khi mình nghe cái tai nghe xong rồi ra đây mình trả lại. Trả lại cái máy, rồi cái đồ nghe thì máng lại đây cho anh ta. Thôi, đi trở ra nha quý vị. Nó giảm điện chứ. Cái gì kia nó chạy xong không có người đó. Bây giờ tới hưng lại đây, cái dưới kia nó làm dưới kia nó chạy. Nó làm cảm ứng đó chị. Làm cái mắt thần á. Thì con người chứ tôi làm mắt chạy. Chỗ ăn uống nè. Mấy người đi tham quan á. Vậy. Mà hôm nay là tại nó đóng cửa. Đây có bán nước nữa. Thank you.
Một bậc là một ba. Nó ghi là quán ba. Ở chỗ đó, tại vì mua đồ xà automatic tự động. À, lại đi ăn. Tự phục vụ. Ừ, cái này tự phục vụ. Về chuẩn bị về ăn uống rồi đó bụng. Đây, ngoài đây. Đi trên đường về ngay chị. Gước giờ này về ăn cái gì cũng ngon lắm bụng. Gước bé thon. Gước gì thon thôi. Bé thon. Có thầy sĩ nó đen là thầy sĩ nó không có vô kho cho ông. Đen tù lùi. Mình nó nằm trên giữa đen tù lùi thầy sĩ. Và cái đó, cái nước vàng này là gì? Nước vàng này là Estonia. It's important. It's about something invisible that truly touches all our lives. Nãy không có gờ được, giờ gờ được rồi nè. Tại vì cái miếng này mỏng thôi chị. Nó lên đây chừng như đây nè. Nó ốp vô thôi hả? Quỳ nó ốp dán vô. À, vậy là trong là tường chứ gì? Quỳ tường chứ. Thôi muốn coi nước nào là nó hiện lên màu vàng đúng không? À. Nó pháp nè. Nè hình lục lăng nè. Quỳ. Ví dụ muốn coi nước đất thì đảo cột nằm đây. Rồi. Đảo cột xuống nó pháp. Muốn coi nước nào là bấm vô là nó vàng nước đó. Tìm cái thành phớt. Chát bua. Chát bua. Chát bua nằm đây. Chát bua. Hát bua đây. À, cái này là bức pháp bản đồ của hát bua. Pháp có 106 triệu Obito ở đâu? No, no. 60 mấy triệu à? À, 106 là nó tính luôn mấy cái đảo. Tại vì có nhiều cái đảo thuộc địa của Pháp. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì mình tê của Pháp chỉ có 79 người hả? Một lần 76 lên 79 hả? Nếu mà ở trong nước Pháp không là có 60 mấy triệu thôi. Mình tính luôn mấy cái đảo mà thuộc địa của Pháp đó. Thuộc địa của Pháp. Đúng rồi. Đúng rồi. Capitaine Bạc Ông là 1662 chỉ có mặt trời chỉ có 1662 giờ thôi. Lấy tiền khác của mấy người đó. Giờ đang đứng xếp hàng để vô chụp hình với những lá cờ mà mình thích. Giờ chụp hình xong mình sẽ lấy hình ra, nhưng mà người ta sẽ gửi qua email. Ê Thảo Công mình rõ gì đâu, đẹp. Đây phần sau luôn, không phải. Chậm sao đâu mà xấu vậy? Quay thế ghi mỗi năm là sao nữa? Nè. À, Dominion hả? Ủa phải cờ hả? Chứ Âu Châu, toàn Âu Châu là 55 nước. Cái năm, để coi, năm 2026 là nó cho 55 nước chơi đá banh luôn. Ở đây mới được yêu kiến nha. Để làm cái yêu kiến kìa. Đẹp quá ha. Bà nhân quyền. Vậy. Ủa, cái này kết thúc rồi hả? Rồi. Lối ra chỗ này. Merci. Có cái lạnh còn cái nóng thật. Cái này mùa hè có mùa đông vô đây lạnh lưới luôn.
Sắp hàng, sắp hàng đây nữa ha. Dài. Chắc là cái bữa mà sắp bữa trước 8, đó, cái bữa mà mình vuột đó. Sắp từ 8 giờ tới 10 giờ mới vô sao? Bữa mà được cho tập sách đó là chắc người ta đi đông lắm á. Ào vòng người đó. Bức tượng này là biểu tượng của người đàn bà với đứa con ôm nhau bảo vệ cho đứa con. Và giờ đã kết thúc chuyến viếng thăm công sở Góp. Giờ thì video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý vị đã xem video nha. Nếu như quý vị thấy thích video của Thảo thì đừng quên cho Thảo một cái like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem ủng hộ Thảo nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.